Một món chay ngon là miệng hấp dẫn, rất là đặc trưng của miền Tây luôn quý vị. Này là một cái món chay từ bắp cải và bông điên điển. Thì Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Xin giới thiệu một xíu cho quý cô chú anh chị lần đầu tiên xem kênh là kênh của Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, thì chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm ha. Bữa nay là có một cái món bắp cải này, như là bắp cải trộn nha quý vị, nhìn cái hấp dẫn luôn, đặc trưng bởi có thêm bông điên điển nữa. Rồi cách làm thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị nha. Trước tiên thì Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là một cái bắp cải. Bắp cải này cũng nhỏ xíu à, đó mình làm một dĩa thôi, đủ một dĩa thôi quý vị. Bắp cải thì cũng đã rửa sạch hết trơn rồi, để ráo đó, khi nào ăn thì lấy ra để làm thôi. Nó mình bỏ cái lõi ở bên trong nha ha. Đó, chỗ cái cuốn nè. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ cắt cái phần bắp cải này ra. Đó, mình cắt làm hai, xong rồi mình phải cắt thành những cái lát mỏng mỏng như đó. Nếu mình không cắt gì thì mình có thể bào, mà Quỳnh Phương thì Quỳnh Phương hay cắt nha, ít có bào á, bào thì nó hơi nhuyễn quá. Rồi để bắp cải nó giòn ngon thì Quỳnh Phương ướp ở đây là một muỗng muối ha. Đó. Đó, với nó bớt cái độ hăng của bắp cải đó quý vị. Này the the cái cây á. Rồi tiếp theo nữa là cà rốt. Cà rốt thì một củ. Cà rốt thì Quỳnh Phương sẽ bào ra nha. Đó, bào cho nó nhuyễn ra luôn. Nếu mình không thích thì mình bào sợi dài cũng được, tùy tùy ý thích mình ha. Đây nó nhuyễn ra nè quý vị. Tiếp theo nữa là không thể nào mà thiếu bông điên điển. Bông điển thì Quỳnh Phương để khoảng nắm nha đó quý vị. Điên điển thường là nó sẽ có cái bông như thế này nè. Mùa nước nổi ở miền Tây thì có rất là nhiều nha. Đó, mình sẽ hái rửa sạch rồi lặt ra mấy cái bông gì nè. Nãy Quỳnh Phương đã rửa sơ qua với nước rồi đó, lặt xong hết rồi. Giờ mình sẽ rửa thêm một cái nữa là mình chuẩn bị thêm, mình có thể có nước vo gạo á. Nước vo gạo thì mình lấy vô mình ngâm luôn, còn thôi là mình cho một muỗng bột gạo hoặc bột năng cũng được, mình quậy vô nước rồi mình đem ngâm, rồi mình rửa cái bông điên điển cho nó thiệt là sạch, nó ngon ha, để mình làm món này. Rồi giờ mình đảo lên thì mình sẽ ngâm cái bông điên điển này khoảng 15-20 phút gì đó quý vị, trong cái phần nước nước vo gạo cũng được nha, nước vo gạo. Rồi sau khoảng 20 phút thì cái phần bắp cải cũng nhiều quý vị, nó đã mềm xuống nè, nó xèo xuống á, nó sẽ ra nước nè. Đó nhìn vậy nhưng mà nó vẫn rất là giòn ngon nha. Lúc này thì mình sẽ đem đi mình xả cái phần bắp cải này lại nè, cho nước vào để mình rửa lại để tránh nó bị mặn á. Các bạn nhớ rửa kỹ kỹ nha. Nó mình rửa xong rồi mình ăn thử. Cái này là Quỳnh Phương quay ở đây có nước thôi ha, chứ chút xíu mà đem vô rửa thêm vài nước nữa đó. Giờ rửa xong rồi mình ăn, ăn coi nó còn mặn không. Đó, rồi bây giờ cho ra rổ đi để cho nó ráo nước nha. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mình cũng vớt cái bông điên điển này ra luôn. Bông điên điển cũng vậy, mình có thể rửa lại thêm vài lần nước nữa ha. Để đây riêng lát Quỳnh Phương đi rửa một lượt cái bắp cải nè với cái phần bông điên điển này luôn nha. Mình đem lại vào nước á, mình xả thêm vài lần nước nữa. Lúc này thì sau khi mà xả bắp cải với bông điên điển xong thì mình chuẩn bị cái phần sốt để mình trộn. Quỳnh Phương cho vô đây là 3 muỗng nước tương nha, chọn loại ngon ngon xíu. Tiếp theo là tương ớt. Thì tương ớt cũng vậy luôn hết quý vị. Đó, 3 muỗng nước tương, 3 muỗng tương ớt. Quậy quậy lên đi. Lát cái hỗn hợp nó sền sệt, hấp dẫn lắm. Cái này là dầu hào chai hả quý vị.
À, Quỳnh Phương cho dầu hào chai vào luôn. Dầu hào chai cũng vậy, Quỳnh Phương cho 3 muỗng luôn nha. Rồi bây giờ quậy quậy lên. Tiếp theo là mình cho đường vào. Thì tùy khẩu vị thì mình cho đường cho nó phù hợp nha. Quỳnh Phương thì cho 2 muỗng. Thường thường thì cho 3 muỗng đó quý vị. Bữa nay mình làm 2 muỗng. Tùy khẩu vị của mình thôi. Mình một xíu bột ngọt với một xíu tiêu vô luôn rồi đó. Thì mình làm xong mình quậy lên rồi mình nêm thử quý vị. Đó mình cho đường vô từ từ như vậy đó. Rồi mình nêm coi có độ ngọt như thế nào cho nó phù hợp với gia đình mình. Để tránh cho vô trước á thì nó ngọt quá, nhiều khi mình không có ăn quen á thì nó sẽ khó chỉnh hơn. Thì mình cho đường từ từ vào thì nó sẽ dễ. Rồi bây giờ là Quỳnh Phương bắt một cái chảo lên cho khoảng 2 muỗng canh dầu vào. Sau đó đợi dầu nó sôi sôi lên xíu. Chuẩn bị thêm một ít sả băm hoặc là sả bào cũng được. Quỳnh Phương cái này là sả bào nha. Đặng mình phi cái phần sả này lên. Sả thì cho 2 muỗng. Đó, mình phi cho cái phần sả này nó vàng vàng, nó thơm thơm lên là được rồi đó. Rồi, bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ cho cái phần nước sốt này vào nè. Quỳnh Phương cho hết cái phần nước sốt này vào. Đó, đợi cho nó sôi sôi lên xíu nữa ha. Có thể dùng đũa đảo đảo một cái. Sau đó thì Quỳnh Phương sẽ tiếp tục cho nước vào. Đó, một chén lưng nước nha. Rồi trong lúc mà đợi cái phần sốt đó, nó sôi lên á là nhớ là đảo nha quý vị. Quỳnh Phương sẽ cho vô cái thau hoặc là cái chảo, cái này là chảo chống dính nó to to, Quỳnh Phương cho vào luôn. Đó, mình cho cái phần cà rốt nè, cà rốt lên trên ha, với bắp cải với bông điên điển. Rồi bây giờ cái phần sốt của Quỳnh Phương đã sôi lên này, nhớ là mình làm lúc nó sôi nha, nó còn nóng gì nè. Cái phần sốt là phải nóng mới được. Giờ mình có thể cho từ từ vô. Bình Phương thì canh nó cũng vừa khẩu vị mình á, nên Bình Phương cho vô luôn. Còn quý vị sợ nó mặn hay là ngạt gì đó, mình cho vào từ từ. Có thể mình cho vào trước 1 phần 3 rồi mình trộn lên cái đó, mình nêm thử, mình ăn thử coi sao, vừa khẩu vị chưa. Rồi mình cho thêm một phần nữa, cho từ từ vậy đó quý vị. Đó, đến khi vừa khẩu vị mình thì mình sẽ cho tiếp là ngò gí. Ngò gí mình cắt một ít nè. À, khoảng 10-15 gram ngò gí, 4-5 cộng vậy quý vị là được rồi ha. Rồi giờ cũng trộn lên cho nó có màu xanh rồi nhìn nó hấp dẫn ha. Đây, vậy là mình đã hoàn thành rồi nè. Mình trộn đũa với muỗng không đều hung, nên Quỳnh Xuân sử dụng bao tay để mình trộn luôn cho nó đều, nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Món này ăn cũng rất là lạ miệng nha. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho ra dĩa và bắt đầu thưởng thức thôi. Rồi vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong cái món bắp cải trộn với bông điên điển cà rốt thôi quý vị. Đơn giản thôi nhưng mà rất là bắt nha, là lạ miệng. Nếu mình lâu lâu mình đổi bữa cho cái bữa cơm gia đình của người ăn chay mình nó đỡ ngán hơn ha. Một món rất là đặc trưng ở miền Tây mình đó, tại vì nó có bông điên điển. Rồi giờ Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Nếu thích nhớ ấn cho Quỳnh Phương xin một like và nhớ chia sẻ cho nhiều người xem hơn ạ. Rồi Quỳnh Phương xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.